hơi nặng vai đấy. Ngày nào tôi cũng đi chợ, tôi mua từ vài triệu đến tiền trăm là điều bình thường. Bên này là trên 100 triệu. Em mới này là 60 triệu một lạng này. 30 triệu nhá. Hồ đẹp, hồ đẹp. Bớt đi nha, bớt, bớt. Bán đi chị. Bên này là 10 triệu rẻ thôi. Có một thị trấn ở Yên Bái nổi tiếng với nhiều mỏ đá. Ấy, không phải đá này, mà là đá này cơ. Đá quý tự nhiên Lục Yên. Và nếu muốn mua đá quý thì như mua rau thôi, bạn phải đi chợ. Những cái sản phẩm mà có chất lượng vươn tầm thế giới là các loại đá quý, ví dụ như là ruby này, sapphire này, spinel, tất cả là đều từ mỏ đá ở địa phương này hết. Ví dụ như là dòng đá spinel coban là chỉ có ở An Phú, Lục Yên, Việt Nam mới có thôi. Đá quý Lục Yên thì nó rất là nhiều, nên là người mà buôn bán trong chợ đá quý ấy, người ta cảm thấy nó cũng là một cái gì đó rất là gần gũi rồi. Đôi khi các bạn có thể gặp đấy cả các cô, các bác đem cả làn đi xách đá cơ, hoặc có thể chỉ đựng trong những cái túi rất đơn giản. Nó đa dạng từ vài chục nghìn, vài trăm nghìn, vài triệu và vài chục triệu, có thể nó lên đến tiền trăm. Kể cả những viên đá tiền tỷ, đấy, người ta vẫn bày ra bàn này bán bình thường, đấy, vì là cái an ninh rất là tốt, bao nhiêu chục năm mà chưa hề mất mát. Viên đá đắt nhất mà tôi từng mua ở đây là một viên đá spinel, khoảng hơn 100 triệu, nhỏ xinh xinh này. Hiện tại bây giờ đá quý sẽ không tìm được thế nhiều như ngày xưa nữa. Cái này nó không phải là đồ để mà tìm kiếm mãi ra được. Vì vậy giá trị của đá quý sẽ ngày càng tăng lên theo thời gian. Tôi rất là thích đi chợ ở đây. Tại vì là ở đây có nhiều sự lựa chọn. Mình có thể là mua đá thô về chế tác, hoặc là mua đá đã chế tác rồi, hoặc là các sản phẩm phong thủy nữa. Một viên đá nó đạt chất lượng cao thì nó phải tiêu chí hình khối, màu sắc và độ trong sạch. Tôi phải soi đèn xem những cái đường nào nó có tật, nó có dạn, và sau đó tôi phải cân thì về tôi mới tính ra để tôi cắt, tôi chế tác thành phẩm được bao nhiêu ca. Xin giới thiệu với anh, có viên đá này rất là đẹp. Nếu như mày một viên Camason nó rất là dễ, nhưng mà em muốn để nguyên hình thù của nó như vậy để cho mọi người được chiêm ngưỡng sản phẩm từ thiên nhiên ban tặng cho đất Lục Yên của chúng em. Em ơi, viên này bao tiền? Viên này em chốt giá bán là 70 triệu. Giá này hơi căng đó chị ạ. 50 triệu đúng không chị? Không được em ạ. Thế hai viên này? Hai viên này, hai viên đấy chốt giá bán là 130 triệu. 101. Theo em thế nào? 101, 101. 101 chị không bán được. Bớt đi một tí. Không bán được. Bán chốt 130. Em nghĩ thế nào? Em nghĩ thế nào? Em nghĩ thế nào? 101 rồi. Bán đi chị. 128 triệu có được không? Khả năng là được. Nhất trí mua bên này. Một tí anh chuyển khoản cho em nhé. Ra chợ tôi gặp viên đá tôi rất thích, vì nó là một viên đá màu xanh, độ trong của nó cũng tinh khiết, hình dáng cũng rất đẹp. Tôi đi chợ rất là may, tôi mua được viên đá này rất là ưng ý. Tôi sẽ cắt thành phẩm và làm lên mặt nhẫn. Rời khỏi khu chợ đặc biệt, những viên đá nhỏ tiếp tục nhỏ hơn nữa để đạt được kích thước và hình dạng hoàn hảo, nơi ánh sáng có thể neo đậu và khiến chúng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.